Hello mọi người, mùa dịch này thất nghiệp ở nhà không biết làm gì hết, nên là hôm nay mình và em Tuấn Trần Ironman á sẽ đi bắt một ít hải sản để mà về nhâm nhi coi, để coi đồ ăn hải sản mùa dịch này nó như thế nào. Mọi người cùng xem nha.